ngày 11 tháng 5, thông tin từ Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã triệu tập BDD, sinh năm 1995, ngụ xã Hiệp Mỹ, huyện Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và một số người có liên quan để xác minh, làm rõ, xử lý vụ việc nữ du khách bị đánh thủng màng nhĩ. Cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vụ việc nữ du khách bị đánh thủng màng nhĩ khi đi du lịch tại Bãi Kinh, tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể, chiều 2 tháng 5, chị NDL, ngụ thành phố Hà Nội cùng hai người bạn tới khu vực biển Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để tắm biển. Trong khi tắm biển, nhóm chị L có sử dụng dịch vụ thuyền xúc thì gặp sự cố khiến thuyền bị lật. Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở, chị L đã kêu cứu. Sau đó, anh BDD, nhân viên dịch vụ mô tô nước, yêu cầu chị L thuê lái mô tô nước với giá 200.000 đồng để đi cứu người và được chị L đồng ý. Trong lúc cứu vớt, Đê qua kéo thuyền xúc mà không cứu người. Do bức xúc vì không cứu bạn mình nên chị L và Đê xảy ra tranh cãi. Khi thấy chị L cầm điện thoại để quay phim, Đê xông đến dùng tay đánh trúng vào tai bên trái của chị L. Ngày 4 tháng 5, sau khi về lại thành phố Hà Nội, chị L đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phát hiện bị thủng màng tai bên trái. Bức xúc, chị L đã đăng tải nội dung sự việc lên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị L tại Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Đến nay, cơ quan chức năng đang tổ chức giám định thương tích đối với chị L để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo. Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũng đã gửi lời xin lỗi đến chị L.